HD rộng kìa. Baron lắc quá, giết nó. Ở nhà kìa, đánh nó. Sao đứng rậu? Khoan, dừng quả là hai gì? Cái này đâu phải do máy tính đâu em. Cái này là do một phát bô đơn của em, nó nằm ở dưới tầng kia kìa. Làm sao mà phát chi qua được cái bức tiền này? Đây này, để chị chỉ cho em một bộ phát wifi chiến chiến game luôn. RTAX56UV2, bộ phát wifi 6, tốc độ siêu nhanh, dũng sĩ siêu tường, chiến game cực mượt, chơi là phải đã. Nè, em thử đi, xem có khác bọn được không? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của wifi.com.vn. Ở đây thì không biết các bạn nào hay chơi game không ta? Những loại game như là Liên Minh, Liên Quân, Tốc Chiến, CSGO, v.v. Để mới có những trải nghiệm chơi game tuyệt vời, không bị giật lag dẫn đến tình trạng ức chế, thì ngoài việc trang bị một dàn máy xịn sò thì bạn cần phải có một hệ thống internet cực kỳ ổn định. Chính vì thế mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con router Wi-Fi 6 đến từ thương hiệu Asus, đó chính là RTAX56UV2, router với tốc độ siêu nhanh, được mang danh xưng là dũng sĩ xuyên tường. Cái con router này chính là phiên bản tiếng Trung của con AX55. Về kiểu dáng, thông số kỹ thuật cũng như là giá cả thì hai con này đều giống nhau hết. Thế nên bạn mua con nào cũng ok hết nha. Đầu tiên là về mặt thiết kế. Đây, well, khá là chiến luôn. Đa số con router Asus đều nhìn rất là cool ngầu và rất chi là gaming. Cái con router này mà mình trang trí trong phòng khách hay là phòng làm việc là khá là nổi bật luôn. Ở phía sau thì chúng ta có rất là nhiều cổng. Ở đây chúng ta có 5 cổng DG45, một cổng nguồn và một nút reset power. Về cơ bản thì con router này khá là dễ dùng. Với những người không hiểu biết về router nhiều thì sản phẩm này rất là hợp lý, đỡ phải setup lung tung. Asus RTAX56UV2 được hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 là công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất hiện nay. Và lưu ý nha, Wi-Fi 6 là một kết nối đầu cuối, không chỉ router có mà các thiết bị như laptop, điện thoại cũng cần phải có. Trên con router này được hỗ trợ công nghệ OFDMA và MU-MIMO, cho nên là khả năng lưu chuyển băng thông cũng như là tín hiệu của nó ổn định hơn nhiều so với những thế hệ trước. Con router này có một tính năng khá là hay, đó chính là Target Wait Time, giúp chúng ta tiết kiệm điện một cách hiệu quả hơn trên các thiết bị của bạn. Về cụ thể, nó sẽ cho phép bạn thiết lập các khoảng thời gian chỉ định cho các thiết bị phát dữ liệu. Điều này cho phép các thiết bị vào chế độ ngủ khi không cần tín hiệu bộ định tuyến, giảm được tiêu thụ điện năng lên tới 7 lần. Và một lợi thế nữa mà Wi-Fi 6 mang lại cho con router này, đó chính là truyền tải dữ liệu được đi xa hơn. Đây là một lợi thế dành cho những bạn giống như mình á, kiểu như mình hay call video với người yêu thì ở trong phòng ngủ hay là phòng khách thì không có tiện, thì mình phải đi ra xa hơn một tí nữa, thì ở đây thì mạng internet vẫn truyền tải tới và bạn có thể call thoải mái mà không sợ bị giật lag hay là mất tín hiệu. Thêm một tính năng nữa để gia tăng tính bảo mật cho con router này, đó chính là AI Protection Classic Free do Trend Micro cung cấp. Về cơ bản thì bạn sẽ được cung cấp các gói bảo mật tự động được cập nhật thường xuyên để bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các mối đe dọa từ internet. Và điểm cuối cùng đó chính là con router này được trang bị công nghệ EMS của nhà Asus. Với công nghệ này thì cho phép các con router Asus có cùng công nghệ EMS được liên kết với nhau, tạo thành một hệ thống mạng đồng bộ giúp phủ sóng toàn bộ căn nhà một cách mạnh mẽ, đặc biệt là đối với những nhà có nhiều lầu hay là nhà có nhiều phòng. Với phân khúc giá dưới 2 triệu cũng với công nghệ Wi-Fi 6 thì bên mình có hai con router thuộc nhà Huawei, đó chính là AX3 và AX3 Pro. Thì hôm trước mình đã có review về hai con này, link video thì mình để phần ở trên, bạn có thể tham khảo thêm và để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn về con Asus RTAX56UV2 cũng như là AX55, một sản phẩm mà theo mình thấy trong cái tầm giá này nó là đỉnh của job rồi. Một sản phẩm khá là ngon dành cho những bạn hay chơi game nhiều tại nhà mà không sợ bị tình trạng giật lag. Các bạn thấy sao video này? Các bạn có muốn mình review thêm về những sản phẩm khác không? Hãy cùng nhau bình luận ở phần bên dưới. Còn nếu thấy thích thì hãy để một like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho tụi mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. A few moments later. Lên lên lên. Đánh nhà đánh nhà. Đánh nhà là win. Lên lên lên. Ở đây. Nice. 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 Yeah.